nay mình sẽ tiếp tục vào bếp và sẽ làm một món chè thanh mát cho ngày hè, đấy là chè đỗ đen Nha Đam. Đó, thì là nguyên liệu của mình thì gồm có là đỗ đen này, Nha Đam này, đó, Nha Đam rất là to, nước cốt dừa, bột bắp hoặc là bột năng cũng được mọi người nhé. Và là một phèn bình nấu chè thì mình sẽ sử dụng rửa cho nó thật kỹ để nó không còn nhớt nữa mọi người nhé. Sau khi rửa mà cảm giác nó tay nó không bị nhớt được mọi người là tương đối ok rồi nhá. Thế nên là mình sẽ cho nước vào, mình rửa qua lần nữa để vào một cái phần là muối mặn ấy mọi người. Đun nước sôi và mình trần qua trong một phút và mình sẽ vớt ra và bỏ trong. Mọi người ơi, như vậy là món chè đỗ đen Nha Đam của mình và nước cốt dừa nữa nhé. Chè đỗ đen Nha Đam của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra bát để mọi người cùng xem thành quả của mình hôm nay như nào nhé. Đây mọi người ạ, đây là bát chè của mình.